Gì mới là chân thành? Khỏe mạnh mới là phúc lộc. Người thực sự có phúc không phải là người có địa vị cao, hàng ngày sống trong vinh hoa phú quý, mà là người ăn được ngủ được, khỏe mạnh không bệnh tật. Hồi nhỏ, người lớn trong nhà thường nói với tôi: bình dị mới là chân thành, khỏe mạnh mới là phúc lộc. Khi đó tôi không hiểu nghĩa của câu nói này cho lắm, nên chỉ nghe thôi chứ không có suy nghĩ gì. Đến khi trưởng thành, tôi chợt nhận ra ông bà dạy không sai. Người thật sự quan tâm đến bạn, thật lòng với bạn, không bao giờ gióng trống khua chiêng, lúc nào cũng nói rằng rất quý, rất yêu, nhưng thực ra chẳng hề làm được gì cho bạn. Tình cảm chỉ dừng trên đầu môi chót lưỡi. Người thật lòng quan tâm tới bạn không phải người mà đột nhiên thăm hỏi sớm chiều, đột nhiên đối xử nhiệt tình với bạn, mà là những người hàng ngày bên cạnh bạn, dậy sớm nấu cơm cho bạn, buổi tối đi ngủ để đèn đợi bạn. Mỗi lần ra đường đều nhớ mua đồ bạn thích ăn. Một mối quan hệ lâu dài phải được xây dựng dựa trên cơ sở thật lòng, đối xử thật tâm, bớt sự giả tạo khách khí. Mối quan hệ đó chắc chắn sẽ được bền lâu. Ngược lại, nếu lúc nào cũng tâng bốc nhau, nịnh hót đối phương, chỉ biết nói lời ngon, tiếng ngọt, thì chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài được. Chúng ta không cần tìm những người bạn chỉ biết có phúc cùng hưởng, chia sẻ niềm vui, mà quên đi những người bên cạnh cùng ta vượt qua phong ba bão tố, những người có nạn cùng chịu, những người chia sẻ nỗi buồn. Khi còn trẻ, chúng ta ỷ mình có sức khỏe, thường xuyên thức thâu đêm, tức giận thì bỏ ăn, sống buông thả, không có quy luật, không biết yêu quý bản thân. Chúng ta cũng thích qua lại với những người thực chất chẳng liên quan gì tới bản thân, thích bới lá tìm sâu, tính toán từng ly từng tí. Nhưng bạn phải biết rằng, so với sức khỏe của bản thân, những điều này đều không đáng nhắc đến. Cho nên, khi đối mặt với chuyện không vui, công việc không thuận lợi, cũng đừng có tự sa ngã, suy nghĩ tiêu cực. Dù sao thì, núi xanh vẫn còn đó, lo gì không có củi đốt. Nếu bạn muốn thăng chức, tăng lương, cũng đừng vì muốn nhanh chóng lập công mà dùng sức khỏe của mình đánh đổi, vì như thế mất nhiều hơn được. Đối với những cuộc xã giao không quá quan trọng, không cần chỉ vì sĩ diện hay mối quan hệ mà liều mình uống rượu cho say, phải biết rằng nếu bạn không giỏi thì cho dù có quen biết ai cũng vô ích. Người thực sự có phúc không phải là người có địa vị cao, hàng ngày sống trong vinh hoa phú quý, mà là người ăn được, ngủ được, khỏe mạnh, không bệnh tật. Đa số chúng ta đều là những người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Bình thường ở đây không phải là cam chịu, không cầu tiến, mà là chúng ta hiểu rằng ý nghĩa của phấn đấu đôi khi không nằm ở kết quả, mà là trong quá trình ấy, chúng ta đã rèn luyện được gì, học được gì. Chúng ta hiểu rằng dù trong điều kiện không tốt thì vẫn có thể sống hạnh phúc, vẫn có thể thành công. Mạng lưới quan hệ dù không rộng nhưng vẫn có thể tìm được bạn bè chân chính. Sẽ có một ngày bạn phát hiện ra đối với bản thân điều gì là quan trọng nhất, điều gì có thể buông tay. Có lẽ để hiểu được điều này, bạn sẽ phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt, bị tổn thương. Nhưng đời là thế, có được có mất, có vui, có buồn, có tốt đẹp, cũng có tiếc nuối. Không thể trọn vẹn, nên cũng chẳng cần hoàn mỹ. Mong rằng chúng ta có thể sống thoải mái hơn, tự do hơn, đơn giản hơn. Nhớ rằng, bình dị mới là chân thành, khỏe mạnh
mới là phúc lộc. Mười bảy câu nói sẽ giúp bạn cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày tháng còn dài, cơ hội tương phùng không thiếu. Nhưng mấy ai biết rằng đời người như ánh chớp giữa hư không, nhân sinh vốn là cơn ảo mộng. Cuộc đời người ta nguyên là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng chính là trừ bớt đi một lần. Thời còn nghèo khổ, hãy ít ở nhà mà ra ngoài nhiều hơn. Còn khi giàu sang rồi thì lại nên ở nhà nhiều hơn bên ngoài. Đây chính là nghệ thuật của cuộc sống. Đừng buông lời làm tổn thương người khác khi bạn đang tức giận. Chớ lý giải đánh giá người khác chỉ với đôi tai. Càng là lúc nghèo khổ, càng nhất định phải phóng khoáng. Nghèo đừng oán trách, giàu cũng đừng khoe khoang. Sống giản đơn, bình lặng nhưng thiết thực. Làm việc thiện nhiều hơn, tâm sẽ tự bình yên. Cơ hội ít khi xuất hiện hai lần, cũng như không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Có những chuyện một khi trôi qua là trôi mãi, chẳng có lần sau. Có những điều không nói ra sẽ mãi mãi là bí mật. Sống để dạ, chết mang đi. Hãy thành thực, hồn hậu sống tùy duyên. Không lo ngày mưa, chẳng sợ ngày nắng. Ung dung như cơn gió phiêu bồng. Tha thứ cho người nào đó, nhưng trong tâm vẫn không thể vui vẻ lên, vẫn còn oán hận. Ấy là vì bạn đã quên mất đi một điều, đó là tha thứ cho chính mình. Tuổi trẻ là tài sản lớn nhất, vậy nên hãy biết trân quý thời gian. Nghèo khổ không phải là bi kịch, mất đi lòng yêu sự sống mới là thất bại lớn nhất của đời người. Những thứ không cần đến, dù có tốt đến mấy, cũng chỉ là rác rưởi. Một ngày kia, bạn sẽ hiểu được rằng lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành. Đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế, chẳng phải là đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao? Quen biết bao nhiêu người, không nói lên được bạn tài giỏi bao nhiêu. Chính là trong lúc hoạn nạn, khó khăn, có được bao nhiêu người quen biết bạn. Trên đời, có những việc không cần giải thích. Có những điều hôm qua còn là tranh chấp thiệt hơn, ngày mai đã thành mây, thành khói. Nếu không làm sai, bạn không cần phải giải thích, biện minh. Nếu đã làm sai, giải thích cỡ nào cũng chẳng ai tin bạn. Gặp người nghèo khổ, chớ so đo, miệt thị. Người nghèo nhưng chí không nghèo, hãy đối đãi với họ bằng cả tấm lòng thiện lành, chân quý. Khi gặp người giàu có, cũng chớ cầu cạnh, nịnh hót, xun xoe. Giàu tiền không bằng giàu đức, nhà rộng ba gian, không bằng lòng người rộng rãi. Đầy trong thiên hạ người quen biết, tri kỷ cùng ta được mấy người. Gặp người tri kỷ thì nâng cốc, thơ chỉ bình ngâm với bạn hiền. Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 8-9 phần. Có một số việc đến lúc cần chấm dứt thì hãy chấm dứt. Có một số người đến lúc phải quên thì hãy quên đi. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có cả nghìn lý do để cười. Chuyến phiêu lưu cuộc đời là học hỏi,
Mục đích của cuộc đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của cuộc đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của cuộc đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của cuộc đời là cho đi. Với mỗi người khác nhau, hạnh phúc sẽ có hình dáng khác nhau. Điều con trẻ mong cầu rất đơn giản. Chỉ cần được vui chơi, có cái ăn cái mặc thì đã là hạnh phúc. Còn những điều người lớn theo đuổi lại là cái phức tạp vô cùng. Có ăn có mặc lại còn phải có nhà lầu, xe hơi, thăng quan, tiến chức. Nhiều người cho rằng đuổi theo hạnh phúc thì sẽ bắt kịp, truy cầu tiền tài thì tiền tài sẽ đến. Kỳ thực, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Một hôm chó con hỏi mẹ, hạnh phúc là gì hả mẹ? Chó mẹ ôn tồn nói, hạnh phúc chính là cái đuôi của con đó. Chó con nghe xong thích thú, vui đùa nhảy nhót cả ngày. Một hôm, nó yểu xìu đến trước chó mẹ than thở, mẹ ơi, sao con chẳng bao giờ bắt được hạnh phúc của mình vậy? Chó mẹ lại dịu dàng trả lời, con chẳng cần phải đuổi bắt nó làm gì, chỉ cần con luôn mỉm cười và tiến lên phía trước thì hạnh phúc sẽ theo sau con đó. Thực vậy, nhìn về phía trước, sống thật tốt cuộc đời của mình, buông bỏ đi ham muốn, dục vọng. Hạnh phúc chính là đã ở sau lưng bạn rồi.